Đây chị tử ở đèn này nha, nhấn sen. Đừng có đi nha. Nếu như nhỏ chạy ra chỗ nhỏ đi dùng cùng món. Tử đèn à. Nấu không chị nói. Không. Đang chuẩn bị nướng phai lan hả? Nướng hay luộc? Nướng cho nhanh đi. Ủa mày luộc. Luộc với nướng này. Ờ. Còn than đó là em gì? Tiếng cho phi. Gì nữa? Sao? Không. Thay còn nhảy. Thấy rồi. Ai xe được. Rồi vẹt tí coi như là than nó đưa xuống như. Cái hố. Ủa chú thôi mà tao giờ bằng suy đèo mình tin mình suy hàng ta. Không biết. Để đang lấy được chỗ này được. Đi coi nắp vậy tự nhiên chuyển rồi. Ông này cũng... Dở thì bị bẫy chút vòng ạ. Ông này không ngờ giống Tôn Ngộ Không nha. nhìn mặt chú giống ngôi dưỡng quá. Chào chung nhậu chung với nó like mặt theo luôn. Lên. Cháy. Chẳng ngờ không hứ biết này. Cần cho nó đau người khác à. Vậy vẹt lá sư tử ngờ như cục đình nữa. Đứa ngờ ở đây, đứa ngồi bên đây, hai con ngồi dưới kia. Đấy, về. Con má con cái gì về chú làm về. Chú nhắn tin với ai chú? Hả? Chú nhắn tin với ai vậy mẹ? Con đăng ký kênh rồi. Fan á. Con biết ai á? Con thích cho bạn Tiến. Bạn Tiến như anh Phúc. Hai chị kia nữa là ai chú? Ai? Fan á. Bữa chữ con chữ này. Ai vậy? Chữ đó. Vậy mày thích Đặng Tiến, nó chạy mày đưa gì trời. Trời ơi trời. Thích Đặng Tiến, thích anh Phúc, với hai chị kia nữa. Ây trời. Còn Edomin khi vậy nhé. Chú muốn hỏi là một thích một người thôi, nó ai? Cái tim mẹ. Thôi, gì chú nói là thích chú, còn thích ai? Thì nó một người đấy, nó thích bốn từ gì đó. Thì chú kiểu có hỏi rồi. Video đó không coi hay á. Kéo là ai cũng đăng luôn rồi coi gì nữa. Đăng gì? Đăng đã nói gì nữa. Fan dữ dằn lắm.
mấy cô chú hoài Phú Yên cũng vậy, mấy bữa kêu tưởng là mấy chú cháu mình là ở ngồi đó, nhưng mà dù cô chú kêu chú có một đen là đúng là tưởng ở ngồi đó đi quay, nhưng mà khoảng cái là ở xe. Xong rồi chú một đen bảo là sao biết vậy, cái đợt đi nấp mưa á, nấp mưa xong rồi mấy cô chú đã không chụp lại đây, xong những cái tên thấy độc lệ. Đây là tiếng châu Phi này, khúc cái hố nè, sư tử hình người, người mập review. Tiên mày ơn 10 tiếng 24 giờ, mày 1 năm, mày 1.000 năm, mày là 1 tỷ năm, mày hiểu không? Đừng có ngồi bắt họng mày ra luôn. Miếng cụ nhỏ thôi, sư tử cơ của tôi chứ gì. Ý của này là cô chú nè. Đâu? Đó, dạ dạ. Đâu, giờ bắt đầu nữa rồi. Nữa. Cái gieo đâu? Đây. Nè. Rồi, đưa đi cho sư tử nó cắt đi. Cụ tội. Trời mà nó khi hơn đi chờ. Cũng có tay quá hả? Đi tìm cái méo người ta quạt lên coi. Ướt rồi. Cái kè xí. Nặng biết rồi quá. Đi. Thở dài hả? Trời ơi. Dài 1 phút. Đó là bữa nào lên trường á, cho là ngày năm tay đi. Nên sư tử sẽ review. Kêu là tay đi học năm tay là em lên đó làm gì? Năm tay khai giảng mẹ. Chỉ đây nữa cắt khúc nữa. Ê kia đó đúng rồi. Nhanh coi kia cỏ kia nè, mày dậy theo bạo lực chứ à. Đúng rồi, nè đi, tao quẹt à, là người vô bánh à. Chúng bánh ổ lớn à. Ổ lớn à. Nhẹ kêu. Hai tay hai hàng. Vậy hai tay hai chàng nó nói gì đó là hay à. Cái gì vậy? Cái gì đó. Bẹt lên. Bẹt lên. Tiến. Thôi đây, thôi nướng. Tiếng nó đèn ngán hứa không đó à. Cái món này mà ăn rồi thôi chứ. Tao vừa thấy bơm nẻ luôn. Thấy bơm nguyên tử rồi. Ồ, lắm lách chú vô cái đường đám em bây giờ nó sẽ cái chứ. À, cái đó không biết tê còn đi chị kìa. Nữa. Lách chú cho. Lên lòng lên trên luôn hay không? Thằng này. Gì thì cũng nói lòng lách lên lên trên kìa mà. Bẻ quá. Rồi sao mất nguyên. Quẹt lên, quẹt. Quẹt lên. Đây, từ nhỏ cũng vui, nói chung là từ vài bữa từ nhỏ đi học rồi. Chỗ này thì nó có cây rồi, có mét. Đây, còn cái đây thì nó có cái hồ, nhưng mà có cái là nó cạn quá. Đây, cái bãi trước trường. 1 giây. Sư tử. Ông kêu ngọn cừ khen hả ông? Đâu, thang đây đâu nổ bằng mấy bữa đâu. Đâu nổ, thang bay luôn. Bữa kìa.
Đỉnh nói luôn á trời. Từ gạo hồn ra ông về mẹ. Mình đã nói nhắc cái gì chứ. Phúc ơi là Phúc bây giờ mày chưa giờ mày đi bệnh viện. Thôi mày yên. Mày giờ luôn mẹ. Mấy máu 1 giờ tháo về. Yên rồi. Đó. Mày nhỏ nhỏ mình luôn biết lùm cái gì. Cực cục rồi nó hình như. Đó phun động tiếng rồi. Gì ăn nữa. Ồ, sao? Ngủ nổi. Thôi tắm đi. Hoài. Nó lạnh nó chờ. Không. Cô làm nó trắng bạch cho ta. Cô làm bột. Nó có bị sụn không? Lét vô tủ nào của máy sụn quá. Ông nằm giống như nền tiên kế vậy. Nghề nó cũng hết nằm. Đó. Đồ chín ăn. Wow. Cái méo của mèo má bỏ vô mẹ. Ừ, mày hí hí vậy tao bay ông đầu mày giờ chứ hí hí. Làm gì? Mày vui. Lâu chín rồi. Rượu có cho mau. Ừ. Giờ nướng rồi nhìn lỡ nướng rồi. Nướng mấy cái đít cái đít gì đây? Chín rào nè. Chín gì? Ông bà tao chè của Khoai Lang mắt mày nè, tin không? Đỡ mày. Hay đợi đây. Tự trả thù mà. Tại vì chữ tội vô bị sụng đéo đẻ. Mày phế quá mèo. Trai kêu nãy chị đi lấy miếng của mèo ăn chi. Thêm lên. Mày chẻ cái sờ dao cho tao. Rào lát luôn cái âu giờ không thấy cái âu đâu mới quýnh coi ngạo dưới. Hờ với âu rồi nữa, lủng lỗ to tổ bố nè. Các bạn cái hàm răng mà những tiếng hả? Nó có cái đường nó. Bỏ vào khui cho rào ngạo nữa. Bố chịu. Bố coi anh. Để mày thích mấy ông bạn kia. Mấy giờ đang hiểu mũi, lộn nhắc mũi hơi sốc 6 lần rồi. À nhắc. Lườm nó lườm lại rồi. Thơm mấy chứ, đá giờ thơm lại rồi á. Còn thơm gì đó mấy chưa. Anh ơi. Anh ơi nó có xem sum, anh đừng có lườm nó. Là cắt này là giờ nướng là ăn chỗ em nào? Em ơi. Nó có bro, lỗ nó có Apple, em được cái lườm đó. Anh ơi nó có Nokia. Em ơi ta cũng gặp. Em được cái lườm. Biến chừng này kiểu bắt được. Đó, mà tay chữ chó luôn. Nó có đồ kia. Em có ông Túc. Wow, cái công chim chóc à. Nhàm gái chim chóc. Mấy cái này lấy gì rửa cho nó đeo. Lấy cái nít. Lấy dầu lửa xong đốt lên. Tự động nó đeo luôn à. Đúng không? Mày cháy tay luôn. Mình thấy cái đầu gì đi chưa có yên lâu thì chiếc lên cho. Thôi cho chứ nữa chị đi chớ hồi lửa hết luôn. Mình đi thay thiên hiến kinh cùng thiên viên cùng anh bây chạy luôn. Ơi, vậy đừng có kề lép yên lĩnh cái liều đó. Anh có hả? Coi lại rồi, sao mà kêu rồi. Mà mấy rồi. Bạn ơi, bạn lên kêu tắm đi mấy bạn ơi.
gì vậy? Lạnh nở nữa mày. Cô ngủ quá. Cô ngủ bốc khối. Ngủ rồi tôi. Ủa chín rồi nè. Như con mật mày không? Ngủ rồi tao lột quần mày treo cây á con. Đảo ơi, của tao nhiều hơn của mày. Ủa mày đâu mà tao le. Còn không có. Cảm ơn em. Dỡ cho. Nhỏ quá. Xíu lột hả? Này này, em kêu anh bắt chàng. Nứng lại. Nứng lại. Nước chảy. Nước chảy. Quay gần rồi. Này này là em gì ơi. Xin thông báo đóng cửa trái tim nha. Cháy lại kè mở. Lộn cháy mới vậy. Ôm mấy quay ở. Tụi có trồng cái chút tí mẹ gì vậy trời. Chín rồi. Gì em mà. Kìa cái đây chín nè. Không cái cục ở bên đó cục đó. Chị thử rồi cái hố. Kìa à. Chị đây nó cắt cổ con. Ủa chị đây nó cắt cổ con. Chị này lên trước nha. Chị này qua đây có. Có con à. Ủa? À tự nhiên con mới học lớp 7, bà quả em khóc kêu không học lớp 10. Hay. Rồi quẻ còn liếc thôi chứ. Ừ. À chứ mày. Ngọt. Ở giữa sữa chín. Ngọt đi chứ. Ừ. Anh nó bột bột. Ngọt đi chứ. Dạ. Trời ơi. Đang bột mà. Ở giữa. Ai chú ăn dở luôn. Đúng rồi. Không. Chè chén chè rồi. Quê ơn cùng. Em bị chó nha. Ôi chết mẹ. Dạ cắt khúc đó nè chú Bông. Cháy rồi. Hồi nãy thì tao đang gờ chứ. Mấy người lên lên chị thấy kia chứ. Về đây. Mấy ra bụng. Hả hỏng ra gì rồi. Không phải. Về đây mới làm gì về mấy cái kia mới chết. Cái quần của tao. Quần đừng đừng có nghĩ nhỏ vậy. Đúng rồi. Bớt đi, cái quần vậy, cái quần mà cho biết ít. Coi đây ngọt hay chưa? Ừ. Đây là đẹp thật. Không cắt mong mong mỏng như này nè. Mà nướng. Đúng rồi. Chính. Em cuộn chỗ chán, chỗ chán. Giờ mày có nuốt không? Mày không có nuốt à? Tao đi nào nuốt. Tao bị điên à. Tao giọng mỹ đi. Mẹ dưới đây không có kéo mà. Ừ. Trời, tội nghiệp chú nhỏ nhỏ. Tí nữa hả? Ừ, không đúng rồi. Trời, chết nhạc luôn. Cô cứ đi. Chị nhỏ nói em cũng đi nhỏ. Kìa mẹ. Đâu? Từ. Tao giấc mày bằm tím vô táo á con bị. Ừ, wow, bèo à. Gì bèo? Mèo à, chị mèo đen nóng quá nha. Từ. Con chó gì mà nhìn gì mày. Gì vú. Đi, không ai? Sao đi. Mày lên kia lại đi. Con nào? Lên ngay chỗ mấy người nãy vô cái vừa lại. Con tắm được mẹ. Đó. Bữa nay cho chai bia rồi mẹ. Tắm đi, lên xuống tắm cho nó mát. Tự đang ăn. Thờ ăn uống nữa. Thờ không ăn. Thì đè. Chú, lại miếng này vô đâu cắn không? Đây nè. Đây vô cắn nè. Rồi. Rồi, xuống tắm đi. Rồi, con xuống rồi, cởi éo nè. Đưa tán nữa, đưa cái máy. Ba đứa luôn á. Thôi tắm mặc áo người luôn á. À, cũng được. Trời ơi, cầm cái chày đâu vậy? Đâu quên. Cầm cái vua. Đây kìa. Hey!
cho em. Đủ nghe. Mượn nghe nha. Chú đừng có quay. Mượn nghe. Chú đừng có quay tụi hết không? Hai người hai chữ mà. Rửa quay. Trời gì? Quay vô gì? Gì mà nháy đành đách đi. Nghĩ cái lát chú vợ liệu hồn. Ôi 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 ôi. Chào cô nhỏ đứng sững luôn mày. Chúng tắm mày đi. Lỡ chúng làm căng nè. Chúng tắm đi, chúng tắm đi. Lỡ chúng làm căng hả? Lỡ chúng làm căng hả? Đừng đừng. Lên chưa lại lại không? Lỡ chúng. Nó tí nó tí. Đừng đừng. Ok, ngồi nhìn này. Mình tắm không?